Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm, nhân ngày 20 tháng 11, ngày tri ân các thầy cô giáo, trong Phật pháp thì không rời thế gian pháp nên chúng con xin gửi những lời thô kệch quê mùa này tới người thầy đáng kính, thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Chư tổ sư đại đức có dạy: cha mẹ cho chúng con thân mạng này, thân thể này là do cha mẹ cho. Thời thế hiện nay, thiên tai tai nạn không ngừng, điều này cho thấy điều gì? Ai có thể giải quyết? Chỉ có người thầy mới có thể giải quyết. Cho nên cha mẹ cho chúng con thân mạng này, đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như đời người không có một vị thầy tốt thì có tác dụng gì chứ? Nếu không nhận được lời chỉ dạy bảo của ân sư thì chúng con vẫn tạo tác ác nghiệp vô cùng, tham sân si mạn nghi, cạnh tranh đấu tranh, cuối cùng đau khổ vô cùng. Cho nên ân đức của thầy vượt lên trên hết tất cả. Người thầy tốt chúng con đi đâu mà tìm? Chỉ có duyên gặp mà không thể cầu. Bây giờ chúng con gặp rồi, không biết là kiếp nào tu tập được phước báu lớn như vậy, là nhờ tổ tiên tích đức chúng con mới có thể gặp được sư phụ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thời cổ đại, mọi người đều biết muốn có được một cuộc đời thật là hạnh phúc thì nhất định phải có một vị thầy tốt. Vị thầy tốt này có thể mang lại cho chúng con điều gì? Đó là gặp may mắn, tránh tai họa. Phía trước có hầm lửa, thầy giảng nói không để cho chúng con rơi xuống đó. Trí tuệ này từ đâu mà tới? Chính là thầy dạy cho chúng con. Thầy dạy cho chúng con, thầy đã chỉ cho chúng con rồi. Đây là cuộc đời. Cho tới lúc lâm chung, chúng con cũng không biết được sự việc. Sau khi qua đời đều không biết. Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con hết rồi. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng con đều ở trong kinh Phật, ở trong Đại Tạng Kinh. Lời thầy giảng giải hàng ngày cho chúng con đi đúng đường. Tri ân thầy Diệu Âm, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ôi thầy ơn đức cao sơn, tuyết sơn sừng sững sải vươn mây mù, tâm thầy biển rộng vô bờ, thái bình rào rạt con thư vỗ về. Thầy là tất cả viễn dung, thầy ban hết thầy thỏa lòng con mong, từ tâm bi trí tột cùng, đường đời vấp ngã thầy nâng dịu dàng, truyền trao cảm hứng chứa chan, khi con suy sụp lòng mang chán trường, con đường chân lý thanh thang thầy ban giao pháp xua tan mây mù, khi định mệnh cướp con đi cho con mạng sống lòng yêu của bao la khắp vũ trụ này, thầy luôn hiện diện đêm ngày bên con. Ôi thầy ơn đức cao sơn, tiếng sơn rừng sững sải vươn mây mù, tâm thầy biển rộng vô bờ, thái bình rào rạt con thơ vô về. Trần gian bừng tình u mê, ấy vâng nhật nguyệt chiếu về sáng trong, ân sâu khôn xiết sánh cùng, thác ra chỉ chảy muôn trùng chẳng thôi. Thầy là tất cả thầy ơi, ngàn năm con vẫn trọn đời kính tôn, truyền thừa khắp bề cung non, một đời chính giác lòng son đã thề. Dòng thuyền từ độ quân mê, sống pha ác trược chẳng hề dám nguy, ngàn muôn ức kiếp quản chi, tăng thừa hợp nhất chi bi thực hành, vô thượng đạo quyền liên thành, từ bi trải khắp quần sinh muôn loài. A Di Đà Phật.